nhằm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tại các trường học trước khi bước vào năm học mới, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, cùng đoàn công tác đã có cuộc kiểm tra khảo sát điều kiện cơ sở vật chất của các điểm trường, trường mầm non, trường trung học cơ sở đang bị xuống cấp trên địa bàn các phường Phương Đông, Trương Vương, Quang Trung. Tại điểm trường mầm non Phương Đông thuộc khu Tân Lập, nơi đang có 4 nhóm lớp với số lượng gần 120 cháu theo học, toàn bộ dễ phòng học xuống cấp nghiêm trọng tường nứt, mái rột, ẩm thấp không đảm bảo cho việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ. Lãnh đạo phường Phương Đông đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét đầu tư xây mới điểm trường để đáp ứng nhu cầu chăm sóc học tập cho con em nhân dân trên địa bàn. Kết luận về nội dung này, đồng chí Phạm Tuấn Đạt yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Phương Đông khảo sát kỹ nhu cầu thực tế của nhân dân, thuê đơn vị tư vấn thiết kế phương án cụ thể phù hợp với diện tích hiện trạng mặt bằng báo cáo thành phố xem xét. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tới kiểm tra khảo sát tại trường mầm non Trương Vương, Trường mầm non Trưng Vương hiện có 9 lớp với trên 300 trẻ, được đầu tư khá khang trang hiện đại nhưng thiếu phòng vệ sinh cho giáo viên. Sau khi khảo sát và đánh giá tình hình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Phòng Giáo dục đào tạo thành phố bố trí kinh phí để xây mới nhà vệ sinh cho giáo viên trong thời gian sớm nhất. Kiểm tra tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương, hiện trường đang đầu tư xây dựng dãy nhà 3 tầng với 15 phòng học. Đơn vị thi công đã cam kết với thành phố sẽ bàn giao công trình sau 6 tháng thi công. Tuy nhiên do thời điểm thi công gặp thời tiết bất lợi, nên công trình chưa triển khai thực hiện được nhiều hạng mục chỉ đạo về vấn đề này đồng chí phạm tuấn đạt yêu cầu ban quản lý dự án công trình thành phố cần chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp rào chắn công trường đảm bảo an toàn cho học sinh khi bước vào năm học mới đồng thời huy động tối đa lực lượng phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đúng như cam kết đề ra điểm trường mầm non Quang Trung tại khu 11 đang duy trì hai lớp với khoảng gần 50 trẻ. Hiện hai phòng học đã xuống cấp, mái rột, hệ thống cửa sổ và cửa ra vào mục nát. Sau khi khảo sát và đánh giá thực trạng của điểm trường, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phòng giáo dục đào tạo thành phố lập dự trù kinh phí sửa chữa điểm trường trong thời gian sớm nhất.